Chào mừng cô chú anh chị các bạn nhé. Thì cũng nhân cái dịp mà ra vườn đó, hôm nay em ra tương đối sớm một chút, cũng tranh thủ đi buổi sáng này nó mát cả nhà, còn để buổi trưa nó nắng lắm, nắng đi nó. Đây nhà xem cái củ này đó, nhà xem nha. Đó, cây này, này lực chưa cả nhà, cây lực nha, củ này hoành nó khoảng độ 13 nha cả nhà nha. Chiều cao của cây thì nó dao động, cây đây là huyết long này cả nhà này, huyết long này. Đó. Đó. Chiều cao của cây này khoảng độ 1m1, tán ngang của cây thì khoảng độ 80. Để em báo luôn cho cả nhà xem nha, thông số đó, dòng huyết long, cây đây là thuộc dòng huyết long rồi cả nhà. Đây cho cô chú anh chị các bạn tham khảo. Đây cây số 1 này cả nhà, đây này, chì tàn đều nha, nhanh thôi em giới thiệu nhanh thôi chứ không có gì đâu cả nhà. Chi tàn đều cây số 1. Bây giờ chúng ta đến cây số 2 này. Cây số 2 chắc hôm qua ngoài An Nhơn mưa sao cả nhà. Mưa. Cây này thì cao nó khoảng độ 1m4 nha cả nhà. Này, cao 1m4 này, một cốt này. Một cốt cao 1m4. Em thấy có một cây đang có bông rồi. À cây đây cũng đang có bông rồi cả nhà này. Đây đây, đây đang có bông này. Cái bông này bông đẹp này cả nhà. Bông đẹp nhưng mà nó 12 cánh này cả nhà này. Hai lớp. Bông đẹp cho nên là còn có nhiều cây nó bông bông bây giờ nó đây. Cốt cây này chắc 14 này cả nhà này. Chì tàn từ gốc nha. 14 này, chì tàn từ gốc này cả nhà này. Đó. Chì tàn đều này. Đó, thấy cho cô chú anh chị các bạn là tham khảo nha. Đó, đây. Đây cũng có một cái bông kia nữa. Em vòng quay cái mặt bông đây cho cả nhà xem này. Này, bông bây giờ này, đây này cái bông to này nhà nhưng mà nó rụng gần hết rồi. Này, đây bông này. Ủa em ở đó phụ ông ba em chứ? Ở dưới đó. Xuống đi anh, xuống liền á. Em thấy này, bông cả nhà. U bông này, bông. U bông này cả nhà này. Ồ. À, bông này. Đó, cả nhà xem đây. Bông nó đẹp chưa? Bông rất là xinh nha. Đó. Cái cây này này. Cái này cốt nó khoảng 13 nha các nhà nha. Chi tàn cũng tương đối đều nha. Đều chứ không phải tương đối nữa các nhà. Chi tàn đều nha. Cái này thì nhìn thì nó hơi ấy bên này một chút thôi. Đang có mặt bông. Cũng thuộc là dòng huyết long rồi nha. Ô con gì? Con gì này các nhà này? Không con đây à. Hầu kệ nó. Em cũng chả biết con gì đâu. Đây các nhà xem này. Cây này. Đây sản phẩm này nha các nhà. Về cơ bản cái lô này là nó cao khoảng độ 1m2, 1m3 hết nha các nhà. Chi tàn thì cái độ chi tàn rất đẹp. Có những cây nó đạt đến mức độ hoàn chỉnh luôn đó các nhà. Về chúng ta kéo như này. Đây các nhà vườn họ để gắn giống như bỏ xả luôn đó mà. Chăm sóc nhiều quá cho nên không thể bao giờ kỹ được như mình đâu cả nhà. Có điều nói về kỹ thuật thì nhà vườn họ sẽ chăm sóc đúng kỹ thuật thôi, tưới thuốc rồi phân rồi các thứ nó đúng thời điểm, còn mình thì nhiều lúc mình không đúng thời điểm nha. Đây cái nhà này xem này. Sản phẩm đó sẽ đạt đến mức độ đều ở đây này cả nhà. Búp này cả nhà này, búp nửa bói này đó. Nhà xem ạ. Đây, đạt này, đều này. Đó nha. Rất là nhiều cái sản phẩm đẹp này cả nhà. Em muốn giới thiệu tới mọi người nhé. Có khách hàng của em nhé. Đây này, búp này. Đó, búp đó. Đây, búp đèn đang chuẩn bị nở bông này cả nhà này. Đây, búp này chuẩn bị nở bông này. Đó, đây. Đây, bông này cả nhà này. Bông này. Đây, bông này cả nhà. Một cái bông này cả nhà này. Ô bông đây phải mười mấy cánh cả nhà ơi. Ô bông đây nó như bông cúc kìa cả nhà. Bông đây phải mười mấy cánh nữa cả nhà. Bông kinh bông á. Này cây đây này cả nhà này. Cái gọi là siêu bông luôn rồi. Đây nó đạt mức siêu bông rồi cả nhà này. Ô bông này cả nhà ơi. Ô bông cả nhà, cái cây này bông rồi, bông rồi. Ô bông này cả nhà này. Mười mấy cánh á, cái đây nó nằm với giá phải 16-17 cánh này cả nhà.
Ô cái bông, bông chó phải cúc chưa? Em nhìn thì giống như không phải cúc nhưng mà sao cái bông kinh dư kinh khủng vậy? Rồi thôi được rồi, ai thích cái sản phẩm này thì cứ alo cho em nha. Đây nha, gọi là bông này cái nhà này. Bông đây cái nhà ơi, đây bông này. Bông đã chưa cả nhà, cái bông này là phải đây là mê ly luôn đấy cả nhà nha. Đó, nó bông nó như vậy đó cả nhà. Đây cũng sản phẩm bông nữa này cả nhà này, bông khéo lắm nha. Đây này, 2, 4, 6, 8 cánh này, bông này là 8 cánh nha cả nhà, rất là đẹp nha. Này nở nó trúng trúng cái mặt cái miệng này rất đẹp. Đó, đó bông đây, bông cả nhà này. Đó, đây này bông này. Đây này, cái nhà bông này. Bông đẹp này cả nhà này. Đây nha, nó đạt đến bông mức độ bông chùm đẹp này. Đó, đây cả nhà nha. Rồi khách hàng có thiện chí thì nhắn tin gọi điện cho em theo số là 0836013528 nha cả nhà. Em là Hoàng Anh Tuấn nha, em xài cái số này cho cả Zalo luôn nha cả nhà. Kính chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại trong các video lần sau ạ.